Tối hôm nay ăn đặc sản bò biển. Đã chưa? Cái phần này ngon nhất của nó là trứng đúng không? Này là sữa nha, sữa thì nó béo. Mấy cái que nó cũng là sữa không á. Ok. Dạ. Lần đầu tiên ăn món này á. Cái con này cái ở vùng nào Việt Nam chị? Dạ. Lát hỏi chị. Nhìn đã quá. Rồi, đây đặc sản của Quy Nhơn đó các bạn. Đây nướng mỡ hành nha. Thì món thứ hai các bạn, lẩu tôm càng xanh nha. Cái phần chính hôm nay ăn no nè. Đó, 180.000 đồng có được mấy con đây? Nửa ký á. Đó, nhìn đã không? Con tôm này nó còn lớn quá trời luôn. Nhiều à. Còn bé đó. Đó. 6 con 7 con gì đó. Đã quá. Nhiều lắm ạ. Rồi, cho các bạn, hiện tại là khoảng 7 giờ rưỡi tối ngày 16 tháng 10 năm 2022 và mình đang có mặt ở Sài Gòn, chính xác ở đây là hải sản tươi sống BBQ 11 quận 8 các bạn ha. Khoảng độ hơn 2 tháng trước á, mình có mặt ở đây mấy lần rồi, ăn rất là ngon những cái món hải sản. Tối hôm nay mình cho lại đây ăn tiếp một số món nữa. Thì món đầu tiên mình nghĩ mình sẽ gọi chỉ là lẩu tôm càng xanh nha. Đây chúng ta bước vào. Chào mừng trở về với Sài Gòn sau hơn một tháng đi du lịch Thái Lan. Quán này lúc nào cũng đông. Lấy một cái lẩu tôm càng đó mình. Ok. Lấy muối rau răng ra giùm luôn bé ơi. Là hầu ốc tỏi ha, mình ốc tỏi nhiêu chị? Dạ ốc tỏi tùy con, hôm nay 40-50. Ờ, đây 40-50 ha. Dạ. Cái lẩu tôm càng xanh 180. Dạ, 180 là nửa ký tôm càng á. Dạ. Sò dương nướng mỡ hành là số 5 con đi. Bữa nay cho con bò biển là hết 400. Ha? 400 hả? Dạ, biển con hàng hả? Dạ có. Dạ. Nè con, cái bàn sò dương con. Em ơi, lấy một con bò biển. Mày số mấy á? Số 5. Lấy con bò biển nướng hành trên phòng luôn em ơi. Hả? À, ok. BBQ 11, cá đặc biệt Phan Thiết Cam Ranh Quy Nhơn, phục vụ tại chỗ, giao hải sản tận nơi ha. Địa chỉ 25 Cơ Sá Bình Minh, đường Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, 0934 157 181, 0907 601 701. Bây giờ tôm hủ đi bán sao chị? Tôm hủ đi hôm nay là 850 một ký nha. 850 một ký. Lại một nha. À, lại 3 đến 4 con ký. 46 con ký. 46 con ký. Dạ. Okay, 46 con là khoảng độ 850. Dạ. 3 con này là 6 lạng. À, ok. Bây giờ ăn ốc là cái nhớ qua đây thôi. Dạ, cảm ơn anh. Món chưa ăn ở đây chứ. Ủa, cái kho đó hả? Kho để tan chảy phô mai nó không? Nó béo lắm. Dạ, phô mai vậy nè. À, nó béo. Bữa em ăn cũng vậy đúng không ta? Không, anh ăn bữa là phô mai trắng luôn. Ờ, à, vậy hả? Dạ, phô mai này nó béo hơn nhiều. Oh. Con ơi, lên hào bàn số 5 con ơi. Rồi, vậy bữa nào qua ăn món khác. Dạ. Còn một nhiều món lắm. Tôm bún ni với lẩu cá bớp cho ăn nữa nè. Với lại cháo nấm mối. Bữa là anh ăn cá bớp nướng nè. Đúng rồi, chứ lẩu cá bớp cho ăn. Đúng rồi, lẩu cá bớp cho ăn. Đây tôm bún ni đây. Tôm bún ni. Tôm này nướng phô mai tan chảy cho khách luôn. Coi như 3 con là 600 gram cũng khoảng độ con 2 lạng. Dạ. Số 5 đó con. Cái mũ mi mùa này nó chắc thịt lắm anh. Vậy hả? Dạ. Đúng mùa nó luôn hả? Đúng rồi. Wow. Này nó chắc. Thịt chắc luôn. Thì coi như 3 con này bao nhiêu tiền chị? À, con này 800 ngàn một ký, 6 lạng 480 ngàn. 480 ngàn. Dạ. Hàng là bao tươi đúng không chị? Nói chung là sống luôn. Nó sống hết anh. Sống luôn hả? Dạ. Ở bên chỗ chị Thảo bữa giờ mình ăn khoảng độ 3 lần các bạn, lần nào cũng ngon. Rồi toàn bộ là tươi sống không á, vị rất là ngon. Bữa phát có qua đây không chị? Hình như không á, mới qua ăn đúng không? Đúng rồi, chụp lên luôn á. Ờ, chụp lên á. Dạ. Phát đi đâu ăn cũng dẫn mẹ đi. Bây giờ đây đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Thiếu Thảo. Thiếu. Nướng phô mai này là khách khen nhiều hơn. Dạ. Dạ, nó nè, nó béo béo hơn. Dạ. Bữa nào qua thì món này. Dạ.
về hôm qua chứ bữa nay đi ăn em thấy mày này cứ úp lên ở ngoài bên Thái Lan không? Dạ đi Thái mà. Bữa về ghé qua đây luôn để xem thèm. Dạ cảm ơn anh. Hôm đợt trước là thấy cái hình đăng cái lẩu trong ngày xong là định ghé qua rồi. Dạ. Cái món cũng dễ ăn. Số 3. Rồi đảo. Ừ. Rồi lại cái lẩu. Rồi món đầu tiên đây là ốc tỏi nha, con này chắc 40-50 ngàn đồng gì đó, muốn ăn được ăn rồi đúng không ta? Đúng rồi. Ok món này thì ngon rồi, không có review lại nữa. Không, chúc ăn nhiều cái lần này nhớ. Là khác nha, cái này em bỏ thêm miếng bơ vô. Cho đợt trước lần trước mình ăn muối ớt không à? Ok lần này em ăn muối ớt bơ. Miếng bơ. Ừ. Ăn nhiều món không nhớ nữa. Mình cho 6-7 món rồi. Chị Thảo con này chị bao nhiêu vậy? 50 à. 50. Ok ăn đi. Món này chỉ gọi một con thôi các bạn. Mình không ăn. Thử đi, lát cho miếng đang dính, đang dính. Nóng lắm. Okay, lấy đi. Nóng lắm. Okay. Sao rồi? Nó béo từ bơ, nó cay cay mặn mặn, cay rất là nhẹ do cái bơ sẽ làm át cái vị cay lại á, dành cho những người không biết ăn cay như em á. Okay. Rất là thơm luôn. Và cái thịt nó ngon. Dài. Nó là ngon. Nó sẽ là cái vị ống tỏi, tức là nó có cái vị thơm mùi tỏi, nó hôi hôi á. Okay. Nó sẽ làm ngon con ốc á. Ngon lắm. Rất là tươi. Ở đây ánh sáng hơi yếu các bạn nha, cho nên là quay hình nó sẽ không có rõ lắm. Phải sử dụng gọi là cái điện thoại á, tăng thêm cái phần sáng vô. Ốc này nó tươi lắm luôn á. Okay. Nó như cái vị, em biết ở đâu không? Cổ thạch là hoàn toàn tươi á. Okay. Thành ra nó còn cái mùi tỏi rất là nhiều. À, để mình nói Cổ Thạch các bạn nha. Cổ Thạch chính là biển Cổ Thạch nằm ở tỉnh Bình Thuận nha. Rừng giáp với Ninh Thuận đó. Thì Cổ Thạch hải sản rất là ngon. Ngon quá trời. Thơm nhiều quá. Ngon quá trời. Ở dưới đây nè. Khó lấy quá. Chút lấy. Ngồi chút lấy. Dài, tươi, ngon. Đậm đà lắm luôn á. Đã ha. Đã quá trời. 50 ngàn đồng. Đi Thái khó mà ăn được mấy món này. Thực sự mình thấy. Đi Thái ha. Không thấy luôn. Mà sao kỳ ha. Mình đi... các bạn hiểu không? Mình đi biển Phú Khạc nè, mình đi Vịnh Phan Nga nè, đi Koh Samui nè. Họ có chủ yếu là con sò gì đó, con sò xanh xanh, con vẹm giống như con vẹm vậy đó. Nghêu, sò huyết, tôm, mực. Đúng rồi, không hiểu tại sao là về chủng loại hải sản của họ là mình đi mình thấy không nhiều. Ốc không thấy, ít ốc. Thấy ngay cả con sò đẹp. Ừ. Mình quay từ khu vực chợ đêm ở Phú Khạc chuyên về hải sản rồi không thấy ốc tỏi. Có nhiều loại mình không thấy á. Phải nói thực sự các bạn thấy là Sài Gòn thực sự rất là sung sướng đó, sao là toàn bộ hải sản của các vùng miền đổ về được Sài Gòn, cho nên là muốn ăn cái gì ở Sài Gòn cũng có. Trong khi mình đi qua Koh Samui á, mình thấy là ngay cái chợ đêm hải sản của họ cũng ít nữa, và ngay khi mình bước vào cái chợ gọi là chợ buổi sáng của họ là chợ chợ đó bãi biển nhiều hơn rồi, chợ gì La Mai hả? Chợ buổi sáng là chợ La Mai thì cái hải sản của họ cũng chủ yếu chỉ là mực, tôm, cá mà chủng loại cá cũng không nhiều nữa. Cá nục, cá ngân. Đúng rồi. Và lúc đó mình đã có so sánh với nó là ở Vũng Tàu mình á, là khi mình ra tới biển Vũng Tàu mà ra những cái chợ hải sản mà thấy nó quá trời loại luôn, ăn cực kỳ ngon. Không hiểu tại sao là ngay tại đảo Phú Khạc và Koh Samui lại không nhiều. Đây trên đây có cho thêm một cái dĩa này nữa, đây là dưa leo, đu đủ với lại cái phần sốt nha. Muối ớt xanh, muối ớt đỏ. Bạn nào thích nhậu á, thích ăn ốc, ăn tôm, ăn mực, ăn cá đâu, ghé qua đây các bạn nha. Hàng thực sự tươi. Hàng lạ luôn đó. Ừ, hàng lạ đó. Và đúng như chị nói là từ các tỉnh á. Nè. Chỉ có hàng tươi thôi, bữa không tươi thì chị không bán nha. Các món lạ. Ừ, rồi. Nói chứ lạ đối với nhiều người, chứ còn đối với mình thì hết lạ rồi. Nhiều quá rồi. Và chị Thảo cũng là một người đi làm từ thiện khá là nhiều các bạn. Mình có kết bạn Facebook của chị. Và 2 ngày nữa thì chị sẽ đi ra Đà Nẵng. Chị ra Đà Nẵng để gọi là tự bỏ tiền túi ra hỗ trợ một số người vùng quê ở Đà Nẵng. Thì đợt Đà Nẵng này, kỳ này cũng rất là nặng. Mình hơi tiếc là đợt này mình không ra được. Ở nhà có chuyện. Đây là con bò biển muốn mở hành đặc sản của Quy Nhơn. Con này mình bán 400 ngàn hả? Dạ đúng. Rồi. Lát mình ăn chiếc giữa là đậy lại hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Mình đậy lại. Rồi. Cho nó chín đều. Cho nó nóng đều. Nó nóng luôn. Ôi mùi thơm quá. Chút da nó thơm lắm. Dạ nghe.
Vậy cái con này là lát mình ăn cái phần cái bụng nãy cái bụng chỗ em đã cắt ra rồi đó, có sữa đó. Trong đó đó, nó đặt lại đó, anh lấy muỗng anh chỉ giúp ăn thôi. Dạ. Thơm quá trời thơm, trời ơi, cái mùi nó ngửi ngửi đã luôn. Rồi để bung ra nha các bạn. Lần đầu tiên ăn cái con này đó, có đi Quy Nhơn mà không hề biết luôn á, thiệt. Người ta còn gọi là gián biển. Gián biển hả? Dạ. Lần đó mà đi Quy Nhơn ở 7 ngày mà không hề để ý con này. Về tới Sài Gòn là mới có. Đúng thiệt là theo mùa. Vậy là mình không có biết. Cái món này là chỉ có tháng mấy có thì gì? Dạ bữa giờ tầm 2 tháng rồi đó. 2 tháng hả? Nhưng cái kia có khi nào nó hết không? Ý là mùa đó, mùa nào hết, mùa nào có đó. À có, nhưng tại mùa này đang hết á. Dạ. Dạ. Mấy ngày nay là nó đang thúc lại đó. Thúc lại hả? Nó không đi ra mà thường quanh năm mới có cái món này không? Không, không, hàng này hàng thiên nhiên. Hàng thiên nhiên. Một năm nó có 2 mùa. 2 mùa, tháng mấy chị? Dạ, khoảng tầm từ tháng 3, tháng 4 với tháng 9, tháng 8, tháng 9. À, 3, 4, 8, 9 dạ, đúng rồi. Dạ, tháng 10 nó vẫn còn dạ, được mừng mừng. Còn mà ít nè, mùa này nên nó có nhiều. Dạ. Hèn gì đợt đó đi ra ngoài Quy Nhơn không thấy. Đúng rồi, có cái mùa nó vậy. Dạ. Thực sự không biết. Trời ơi. Cái bình quân một con vậy là 400 hay tính heo nó sẽ có tính nhau lạng vậy. Nó con này khoảng từ 500 gram đến 600 gram. À, 500 gram, 600 gram. Có con lớn hơn hay nhỏ hơn? Có con từ 800 gram đến khoảng tầm 1 kg, 2 kg, 3 kg, cái đó bán theo ký. Bán theo ký à? Nếu mà tính dạ, ký, nếu quán em bán theo ký khoảng tầm 1.3, 1.4. 1.3, 1.4, dạ. Mình chia ra đúng không? Dạ đúng dạ. Rồi. Mà khi mà từ Quy Nhơn di chuyển vô đây là... Sống hết á. Con sống luôn dạ, rồi. Dạ đúng rồi, con này nó dễ sống. Dạ. Sống khô cũng được nữa, sống khô giống như cua vô đây cũng được. Rồi đợi ra bàn thôi. Ăn không vậy thôi chứ đúng không chị? Có cần phải chấm sót gì không? Cái sót nước mắm được cũng được ha. À. Cái đó rồi, ăn ra bàn đi. Dạ cảm ơn chị. Đây mình quay gần cảnh các bạn. Đó, mỗi năm chỉ có tháng 3, tháng 4 với lại tháng 8, tháng 9 thôi nha. Kéo thì tôi còn đồ tháng 10 là có mùa rồi đó. Bây giờ ăn sau đây để chụp hình cái đã. Đã quá. Lần đầu tiên ăn cái con này. Hỏi chị Thảo cách ăn đi. Hả? Hỏi chị Thảo cách ăn. Ăn cái phần bụng đó, ăn cái phần sữa của nó chị nói đó. Phải ăn. Nếu vậy thôi da mẹ nó thằng Phú Thọ. Ờ lộn. Thế cứ nhắc mày. Ăn cái chó. Chị nói chị buông ra rồi đó. À vậy hả? Ừ. À đây nè. Rồi. Em bỏ cái máy xuống đi, bỏ máy xuống đi, bỏ máy xuống đi. Rồi. Tối tối à. Ok, rồi không sao. Nóng lắm. Ừ. À lọt cái vỏ ra nữa nè. Nè, cái phần ở giữa nè. Ừ. Nóng quá. Nóng quá. Đấy, lần đầu tiên ăn không biết ăn. Nóng quá, nóng quá. Nóng để cho nó nguội xíu à. Nguội xíu đi. À trời. 400 ngàn con này. Đây các bạn, bên trong nè, cái phần thịt của nó, dạng phần sữa nè nha. Đó, mình muốn thêm cánh ra nè. Đó. Rồi nó bị mờ rồi. Đó nha chị. Vậy nha, bên trong nó nè. Đó phần thịt. Ôi, đó. Nó giống như là trứng vậy đó, giống trứng gà các bạn nó sao phấn phúng phính đó. Nó phúng phính phúng phính phúng phính đó. Bạn đi mình. Đó, bên trong cái thân của nó nha. Đó. Rồi ăn thôi. Rồi thấy ăn thì mình. Đây bên trong của nó nha. Đây múc thêm cục thép này. Nhiều đó. Lắm đó, to lắm nè. Các bạn thấy rồi đó. Đó nó giống dạng vậy đó. Nó phúng phính vậy đó. Giống như là trứng gà thịt vậy đó. Ok ăn thôi. Rồi mình mới ăn xong một miếng rồi đó. Miếng thứ hai hả? Thấy sao? Miếng hai. Nó béo nhẹ, nó giống như lòng trắng trứng vậy đó. Ừ. Nó xây là nó dạng như một cái pin đó. Ừ. Nó phúng phính. Ăn được cái nào cái phần mà sát quá thật quá thì nó có cái mùi giống như mùi của mùi hải sản đó, nó hơi tanh tanh nhẹ chút thôi. Còn lại là nó ngon, thực sự nó lạ đó với em á. Cái món này thực sự rất lạ với mình các bạn. Nó cảm giác giống như là đúng là món trứng á, giống như lòng trắng trứng vậy đó. Nó có vị béo béo rất là xốp.
cái vị thơm cuối cùng lại là từ cái mỡ hành với là đậu phộng. Nó chỉ là cái lạ thôi, lạ là giống như nó xốp xốp giống như trứng gà. Rất là lạ. Cái miếng nước sốt này vô thì nó là... Chứ mà hỏi nếu là có đặc sắc cái mùi gì không thì nó không phải có mùi đặc sắc đúng không? Nó không có mùi đặc trưng. Ừ, nó mùi đặc trưng, nó in hình như trứng gà, nó xốp xốp vậy đó. Hơi đắt. Đắt, nhưng mà coi là ăn là bổ. Ăn lạ thôi. Mà ăn lạ bổ. Thật ra nếu mà em nhìn thì em không dám ăn. Ừ. Tại thứ nhất là em sợ dán. Nhìn có nhiều chân quá lại hơi sợ sợ, nó vậy đó. Không dám ăn. Đó mình diễn tả các bạn nghe nó, nó xốp như trứng gà, nó phúng phính vậy đó. Nó cái mùi nó nhẹ nhẹ, béo béo. Béo cũng rất là nhẹ. Béo. Món tiếp theo, món này quán đại, chân gà sốt Thái. Có cốc nè. Có cốc nè. Cốc nè. Đu đủ nè. Đu đủ. Xả. Ok. Với lại chân gà. Này chân gà không có rút xương nha, chân gà nguyên. Ok ăn đi. Nước sốt nè. Thử coi thế nào. Thử mình. Chắc cay vậy nha. Nhìn cay quá. Không phải là cay á. Món thứ hai đã lớn các bạn, lỗ tôm càng xanh nha. Đây là nửa ký đó, có giá 180.000 đồng. Các bạn nhìn là mấy con tôm càng xanh nè, con nào mấy đã không? Quá trời. Đi kèm theo là có bún gạo, với lại có đầy bắp chuối, rau muống, rau muống, cà bắp, cà, với lại nước mắm ớt ha. Ở đây chắc hết bún tươi rồi, giờ cho ăn bún gạo. Hồi nãy em ăn cái phần chân gà xả tắc các bạn, có vị chua cay nha. Cơ bản là vị chua cay. Và nó là món lạnh nha, cái phần chân gà ngon. Không có xuất sắc nhưng mà món nó cũng ngon các bạn. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau thử cái món này. Nó sôi lên cái. Họ cũng đã nấu sẵn ở trong rồi. Ok. Để sôi lên cái bỏ rau được thôi. Thử cái phần nước chưa đi. Chua sôi. Chua sôi à. Rồi đợi xíu. Đảo. 180 đến là cái lẩu này dễ ăn ha. Mấy con vậy ta? 6 con, 6 7 con nửa ký. To nó lại to mà. Lại to, này chắc có gạch. Đã nếm cái phần nước lẩu các bạn. Mình thấy sao mình? Chua ngọt vừa phải. Ok. Nó đậm đà nha. Nó dạy là đậm đà nhưng mà nó không có bị chua quá. Đúng rồi, cũng không bọt quá. Mình thấy cái phần nước lẩu này mình thấy ngon. Tuy nhiên với cái gu của mình đó, mình sẽ dắt thêm một chút xíu chanh vô nữa cho nó chua hơn chút xíu. Là tại thật sự là anh ăn đúng rồi, mình ăn hai dạng chua hơn xíu nữa các bạn. Anh ăn rất là chua. Đúng rồi, còn đây là vừa phải rồi. Cái này dễ tùy chỉnh đó, các bạn có thể xin thêm tắc hoặc thêm chanh nếu các bạn cực kỳ thích ăn chua. Của em là vừa đó. Hay là người ăn dạng ăn ngọt á thì nó lại là vừa. Nếu như khẩu vị của mình với lại gu Quỳnh á thì sẽ là thêm một chút xíu chanh vô nữa. Rồi, giờ cho cái rau vô luôn. Nhiều quá. Cái dĩa nó nhỏ quá. Nhiều quá ha. Không phải đi bóc thêm hơn con ra nữa. Bây giờ bây giờ là có 6 con rồi, 180.000 đồng quá trời, con nào mấy, to đùng rồi. Bỏ lên cái dĩa kia cũng được. Rồi, cho xuống luôn. Đó, các bạn thấy nha, đó 3 con nó lớn vậy nè. Dĩa chương hết. Rồi em bỏ gì trước? Bỏ rau vô đi. Bỏ cà hả? Cà chua với lại bỏ hết vô luôn đi. Bắp chuối là bỏ cuối cùng. Này, chuối là này à? Rồi đúng rồi, còn bắt gì bỏ vô. Rồi. Để xuống. Rồi. Ok. Rồi ăn thôi. Rồi, cái bắp chuối đây tự bỏ. Nhìn nó xuống. Cái này phải chỉ có nấm nữa hả? Nấm gì? Nấm kim châm. Em là thích nấm đùi gà hơn. Nấm đùi gà gì? Mấy này ăn nấm kim châm đúng hơn. Rồi ăn thôi. Còn nấm kim châm thế nào? Nó hơi bị khó tiêu quá. Tiêu à? Nấm đùi gà hoặc là nấm gì ta? Cái nấm gì tròn tròn, nấm rơm nữa vậy. Nấm rơm hả? Ăn là dễ hơn. Đúng là lẩu thì ăn nấm kim châm nhiều nhưng mà nó khó tiêu. Tôm các bạn. Đó, con tôm lột ra nhìn đã không? Đã không? Dai ngọt thịt nha. Cảm giác rõ ràng luôn, chắc tay rồi đó. Đây là một con rồi. Xảo ơi, kiếm tiền em, Xảo ơi. Rồi ăn thôi. Rồi mình mới ăn một con tôm các bạn, rất là dai ngọt thịt nha, thực sự là hàng ngon á. Đây chị Thảo nè. Tối thật là ngon các bạn. Ở đây chị Thảo chị rất là thân thiện luôn á.
Và quán này mở cửa từ 3 giờ rưỡi chiều tới 11 giờ tối. Trong đó thì những order cuối cùng là 10 giờ tối các bạn ha. Phục vụ tới 11 giờ thôi, đây là khu dân cư, cho nên là không có phục vụ tới 12 giờ, 1, 2 giờ sáng. Và bây giờ từ hải sản tươi sống BBQ 11 ngay vị trí này đây, mình sẽ quay ra cái cầu Nguyễn Văn Cừ cho các bạn xem nha, để các bạn thấy rõ cái con đường đi vào cái quán này. Ở đây từ quán BBQ 11 ha, chúng ta chạy ra đường Dương Bá Trạc, quận 8, rồi chạy về hướng của cầu Nguyễn Văn Cừ, nối từ quận 8 qua quận Nhất các bạn. Các bạn nhìn góc đường nha, để các bạn rõ cái góc đường các bạn vô. Đây, chúng ta chuẩn bị ra tới Dương Bá Trạc. Ngay góc đường chính là số 251 Dương Bá Trạc, quận 8 các bạn nha. 251 Dương Bá Trạc. Rồi, bây giờ chúng ta chạy thẳng về cầu Nguyễn Văn Cừ luôn. Đây chính là cầu Nguyễn Văn Cừ ha, bên đây là quận 8, chạy qua bên kia chính là quận Nhất. Và sau đó thì mình sẽ chạy ra quận Nhất để xem một số khu vực đường xá nha. Sau nửa tháng xem Sài Gòn như thế nào. Nhìn bên phía tay phải, đại lộ Võ Văn Kiệt ha. Bên góc bên đây quận 4, bên góc bên đây quận Nhất. Đây chúng ta đã xuống tới Nguyễn Văn Cừ, phường Cầu Kho, quận Nhất. Từ đây chạy chút xíu nữa ra tới đường Trần Hưng Đạo các bạn ha. Sài Gòn Master, cuối tuần đông quá trời đông. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp. Không dữ, dồn hết rồi đây. Một binh, phù động thiên dương. Đây là buổi tối là ưa kẹt. Thái Lan thì có Bangkok có kẹt xe, Việt Nam thì có Sài Gòn, nhưng mà cái kẹt xe của thằng Bangkok khủng khiếp hơn. À, hay nó quá trời luôn. Bangkok.
Bangkok là tắt, là tắt hẳn luôn á. Bangkok ớn thì xe hơi nhiều quá. Xanh có 10 giây vậy trời. 40 giây. 39, 38, 37, 36. Làm gì vậy kẹt xe? Ôi lâu quá rồi không gặp bánh mì Quỳnh quá nha. Bây giờ còn 50 mấy ngàn hay tăng thêm nữa rồi. Giờ này chắc nhẹ mình hơn 9 giờ rồi. Ủa vẫn còn nè. Trời vẫn còn người chút muốn mua kìa. Ồ hay không? Những xếp hàng bánh mì xả rác quá trời.